Đàm Vĩnh Hưng phản hồi cực gắt những bình luận xúc phạm con trai ruột trên trang cá nhân. Đàm Vĩnh Hưng đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai con trai ruột 3 tuổi, bé Polo Huỳnh trong live concert tại Hà Nội. Đến nay, câu chuyện làm cha ở tuổi U50 của nam ca sĩ đã trở thành chủ đề được quan tâm trong nhiều ngày qua. Sau khi công khai nhóc tì với công chúng, Đàm Vĩnh Hưng đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc của nhóc tì trên mạng xã hội, thậm chí để lưu giữ những hình ảnh của con trai và giúp người hâm mộ có thể theo dõi những hoạt động hàng ngày của hai cha con. Nam ca sĩ còn tạo hẳn một trang Facebook cho bé Polo Huỳnh. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân của con trai, giọng ca Lâu Đài Tình Ái đã có những chia sẻ khiến các fan không khỏi hoang mang. Đầu tiên, nam ca sĩ đã bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đến những ai đã ủng hộ và yêu thương quý tử của mình. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn khẳng định trang Facebook này được tạo ra nhằm lưu giữ những gì tốt đẹp cho con trai của mình. Thư gửi đến các bà, các ông, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, những người đang dành cho Polo và Hưng những tình cảm rất rất trân quý. Cha con Hưng vô cùng cảm kích dù có nhiều người Hưng chưa từng gặp mặt, rất cảm động và luôn ghi nhớ tình cảm này. Hưng chỉ mong muốn nơi đây là nơi yên bình của cha con Hưng với sự yêu thương của mọi người mà thôi. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết bản thân lẫn con trai nhận về không ít lời ác ý đến từ các anti-fan. Chính vì thế, trong bài đăng này, nam ca sĩ cũng gửi lời cảnh cáo đầy đanh thép tới những người dùng lời thô thiển để xúc phạm con trai. Hiện tại, hành động này của nam ca sĩ đang nhận được sự ủng hộ và đồng tình từ phía công chúng. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng từng tự nhận mình là một người hiếu chiến, nhưng từ khi có bé Polo Huỳnh, tâm tính anh đã hiền lành hơn trước và cách ứng xử với mọi vấn đề cũng có phần thay đổi.